mấy con sẻ lon anh em nhé. Của anh xem có bắt được nó không. Đà này được 9 thì chục anh ạ. Không có mấy. Còn 4 5 con chim già của. Đấy, anh em nào mà mua keo thì liên hệ nhá. Đấy, cần xào loa điều khiển từ xa 2 4 6 8. Ồ, 11 con này. Mười 11 con còn thế nào? Đáng chắc có 14 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Thế là sâu. Ôi, từ đi ỉa đi, thì cứt lắm mượt. Ôi, sao đây vải đã được bẻ rồi. Đấy. Các bạn đánh từ sáng rồi anh ạ. Tần trăm rồi đây, dắp lông rồi.
Đấy, bóc bên đầu ra đấy anh em nhé, để nó không bị đứt lại cái lông tơ. Thật ra là chúng ta ít phải làm keo. Đấy, và độ bám dính chịu nhiệt cao, bảo hành cho anh em là đánh trời nắng không bao giờ bị rớt chim cả, trừ giả trời mưa thôi, cái cây nó ướt thôi. Càng nắng càng lóc lông á. Lặng đấy, 50 ấy, đúng chỉ tiêu vậy. Gần 50. Phát hạt đầu được 8 đúng không? 4, gọi là 40. Sợi 40, 50 tròn rồi. 40. Ok các bác nha, các bác cần keo hoặc loa, cần xào liên hệ cho em. Chào các bác đây.